Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay là tiếp tục đến nhà của anh Nên để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một lô mai ha. Để đẹp không quý vị, để rất là đặc ha. Giá thì mình thấy cũng rất là dễ chơi nha. Đó. Rồi, chào thầy. Rồi, chào anh. Chào cô chú anh chị gần xa luôn ha. Mong cô chú anh chị gần xa xem clip ủng hộ cho bên anh ha. Nay bên anh cũng về có một số mai phôi ha, phục vụ cho cô chú anh chị, mong cô chú anh chị ủng hộ. Rồi bắt đầu rồi, tiếp theo là cái này là bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Rồi bắt đầu cây tiếp theo là cây mã số 20 ha. Rồi mã số 20, mã số đẹp 20. Chiều cao là 70. Rồi. Hoành luôn. Hoành eo là 15. Rồi, xe xe. Rồi. Để nhìn viên mắt qua đây ha. Mini dễ chơi luôn. Rồi, giao luôn cái mã số 20 này em giao luôn là 350.000. Rồi, 350.000. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số 21. 21 cao luôn. Cao. 66. Rồi. Quanh. Quanh 15. Rồi, xe xe luôn anh. Rồi, để đây quý vị. Rồi, giao luôn như đây. Rồi, 21 này em giao luôn là 400.000. 400. Rồi, xuống bao ship toàn quốc luôn. Rồi, lên 22 luôn. Mã số 22. Rồi, cao luôn. Cao. 80. Rồi, 80 cao. Hoành tên đây đi. Hoành 15,5. Rồi, xe xe luôn. Có chừa cắt cái chừa có nhánh độc quá ha. Khó bó. Ông thầy có rồi, ông thầy. Rồi, mã số 22 này em giao luôn 350.000. 350.000. Rồi, xuống cây. Phí này là phí ship luôn rồi nha cô chú anh chị. Bao ship luôn rồi đó nha. Số 23. Số 23. Chiều cao là 77. Rồi. Hoành là 17,5. Rồi, xe xe luôn. Rồi, cây nào cũng có nhánh độc. Có nhánh độc quá ha. Con nhánh dư dài đưa ra nhánh độc quá. Kiểu cô chú anh chị ơi. Loại nó vậy á. Rồi, mã số 23 này em giao lưu là 500.000. 500. Rồi, xuống cây. Bao ship toàn quốc luôn. Tới Trung Quốc về thôi nhông. Cái cũng có nhánh dài dài nữa. Cái này cũng có đó. Rồi cao 70. Rồi. Mới muốn ông thợ cắt cái tỉa hay lắm. Dạ. Rồi quanh 16. Rồi, xe xe. Rồi dán lắc lượng nè, đẹp nè. Mã số 24 ha. 24. Về cô chú anh chị muốn tỉa lại sao tỉa ha. Rồi để quý vị. Rồi để đó. Để kính bầu quá nè ha. Rồi 24 này em giao lô 450.000. 450.000. Rồi xuống cây. Rồi lên 25 luôn. 25. Cao luôn. Cao. 70. Rồi, hoành luôn. Hoành. 18. Rồi, xe xe luôn. 18 yếu miếng ha. Yếu quên xíu phải không? Yếu xíu. Rồi, để. Rồi. Mã số 25 này em giao lưu là 600.000. Rồi, 600. Rồi, xuống cây luôn. Đẹp để luôn. Xe kính bầu luôn. Rồi. Mã số 26. 26. Cao. Chiều cao. 80. Rồi. Cũng có nhánh nữa ha. Có nhánh dài ha. Rồi, 17 hoành. Rồi, xe xe luôn. À. Ship đi bón hơi cực nhánh đó. Đấy, đấy. Kính bầu đây ha. Rồi, 26 này em giao lưu 600.000. 600. Rồi, xuống cây. 27. 17. Cao luôn. Cao. 90. Rồi, 90. Hoành. Nhiều. 18. Rồi. Rưỡi. 18 rưỡi. Cái da này nó cũng ngộ này nha chú anh chị. Dừng lại cái anh nè. Đó, mà tược thì nó lên nó búng ra hết nè ha. Da em này nó sần sùi vậy nè. Đó. Nó sần sùi đủ cây luôn ha. Nè, cái đế nó cũng sần sùi luôn ha. Đó, nó sần sùi vậy luôn. Cái cây này nó lạ, nó sần sùi quá. Rồi, cây 27 này em giao lưu chỉ có 500.000 ha. Rồi, 500. Nó sần sùi nè, cô chú anh chị về coi coi nó sao. Rồi, 28. Rồi, mã số 28 luôn. Vô la nó. 70 chiều cao. Hoành 18. Mã số 28 luôn nha. Đó, dán lắc lượng nè ha, đẹp nè ha. Rồi, để nè. Bao sóng bao ship luôn.
Rồi. Rồi cây 28 này em giao lưu là 600.000. Rồi 600. Rồi xuống cây. 29. 29. Cao này luôn. Có dáng này cũng cánh có cái. Rồi 99. Lấy 99. Chiều bài đó 99 nha quý vị. Chứ đọt chủ này thì nó ít hơn. Rồi, đây, cái này nó gần quá ha. Hoành đây 21. Rồi, xây xây luôn. Để nè. Đó. Đó, cũng xẹt. Con bẻ ngặt ha. Cái này nó liền nha. Kính rồi. Cái này nó kính rồi ha. Rồi, giao luôn như đây anh. Rồi, 600.000, mã số 29. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo. Mã số 30. 30, cao luôn. Cành phóng luôn ha. Rồi, 66. Hoành 16. Rồi, xe xe luôn. Văn lòng ha, đất lượng ha. Để qua xa đây ha. Rồi, cái mã số 30 550.000. Rồi, 550.000. Rồi, xuống cây. Rồi, 31. 31. Đùng lực. Cao luôn. Đẹp. Cao. 59. Rồi. Số này giờ nhìn hết ga của chú anh chị ơi. Hoành luôn. 16 hoành. Rồi xe xe luôn. Ừ, dáng này cũng đẹp ha. Chi nhánh là đẹp ha. Rồi. Cụ đế đặt ha. Cụ đế rất đẹp luôn nè. Đó. Giá luôn như anh. Rồi 600 ngàn mã số 31 luôn. Rồi 600. Rồi, bữa nay 5, 500 mấy 600 không nhung của chú anh chị. Giá vài trăm không. Bao ship luôn. Bao ship luôn nhung. Rồi cao luôn. Cao. 85. Rồi hoành luôn anh. Hoành. 15. Rồi xe xe luôn. Rồi xuống. Rồi. Đế ha. Đế luôn. Gian lông mà có 500 mấy mấy trăm ngàn cây ha. Rồi giao lưu như thế. Cây 32 giao lưu 550.000. Rồi 550.000. Rồi xuống cây. Rồi xuống tiếp luôn. Rồi. Cây này to ha. 33. 33. Rồi cao luôn. Cao. 90. Rồi. Có cành bay nữa ha. Cây này cũng có cành đẹp ạ. 220 yếu miếng. Rồi. Đó. Nó có cái cành bay bay đó, lắc lắc đó, lượng lượng đó. Rồi, củ đế đẹp luôn nè. Đó. Rồi, vô đế luôn. Nguyên củ luôn ha. Đây củ này. Tính hơn bằng tay. Rồi, rồi cây 33 này 750.000. Rồi, 750.000. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp luôn. Rồi, tới mấy cây bự bự ha. Rồi. 34. Cao luôn. Cao. 95. Rồi. Hoành. Hoành. 19 rưỡi. Rồi. Đó, nồi đế luôn hen. Qua xa đế nè. Rồi, giao luôn như đan. Rồi, 750.000 luôn. Rồi. Mã số 34. Xuống cây. Mã số tiếp theo luôn. Rồi, mã số 35. Rồi, cao luôn. Cao. 86. Hoành. 18 rưỡi. Rồi, xe xe luôn. Để. Để. Xe. Để xè ha. Nôm cũng có luôn ha. Rồi, giao luôn như rồi, 600.000, 35 luôn. Rồi, 600, xuống cây. Vào xếp luôn cô chú anh chị. Dính cây cái muốn hết đấy rồi. Vào xếp luôn ha. Rồi. Rồi, chiều cao 59. Mã số 36 ha. 36. Hoành 18 rưỡi. Rồi. Đó, nồi đế luôn ha. Đó, nồi cũng đặt kẹo đây ha. Rồi 36 giao lưu là 650.000. Rồi, 650.000 xuống cây. Xuống cây luôn. Rồi, 37 luôn. À, 37. Rồi, cao luôn. Cao. 75. Rồi, 75. Hoành. Hoành. 16. Yếu miếng. Rồi, xe xe luôn. Ồ, đế này lạ nè. Đế to quá ha. Đó, cọng bự ha, có nguyên cái cọng bự xuống. Rồi, cho luôn như rồi, 37, 650.000 luôn. Rồi, xuống cây. 18 luôn. 38. Rồi, cao luôn. Cao. 70. Hoành. Hoành. 21. Rồi, xe xe luôn anh. Chi cành này đẹp nè ha. Đó, đủ chi cành ha. Rồi, vô đế luôn ha. Rồi, để em nói đây quý vị.
cũng kính quá nè ha. Rồi 38 Zalo 1 triệu ha. Rồi 1 triệu. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã số 39 ha. 39. Rồi cao. 90. Rồi. Cao 90 ha. Có cành cũng ngặt dài ha. Dài ha. 18 rưỡi. Cành cũng ngặt nè ha. Có ông thầy không à, có một ông thầy hả? Cắt chữa nhánh dài dài bye bye hồi hồi. Rồi dáng này lắc lắc lượn lượn nè. Rồi. Cái cây lắc lắc nè. Rồi cây 39 này Zalo là 850.000. Rồi. Rồi cuối clip cũng cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết clip ủng hộ cho bến nền ha. Thì cũng trước rồi cũng cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều. Xin chào cô chú anh chị. Rồi xin hẹn gặp lại quý vị clip sau.